Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Harry Trader. Mình là Harry. Hôm nay thì mình đang view lại cái cặp GJ này. Hôm qua khi mà nó lên đây thì có một cái lực hồi ở đây thì mình mới nghĩ đến một cái vấn đề. Đó là tại sao mình lại không tính được là khu vực này sẽ có lực hồi. Thực ra vấn đề này mình nghĩ lâu lắm rồi. Rất nhiều trường hợp mà bị như thế này. Tức là cái khả năng là nó đi được đến đâu trong ngày và có điều chỉnh ở đâu thì mình vẫn chưa giải quyết được vấn đề đó. Và đến nay GJ xảy ra thì về cơ bản cái view của mình vẫn là GJ sẽ lên, và mục tiêu của mình nó vẫn sẽ là cái vùng này. Mục tiêu của mình vẫn sẽ là đầu tiên là 141.1 này và 142.5, khu vực đó. Tức là trend này vẫn sẽ là trend tăng, nhưng mà ở trong ngắn hạn hơn thì cái việc mà nó lên đây rồi bắt đầu nó hồi về đây thì tại sao mình lại không nhìn ra. Thực sự là đau đầu cái vấn đề này khá là lâu rồi. Mình sẽ đến hôm qua thì mình sẽ mình, xin lỗi mọi người, nó muốn diễn đạt cái ý này mà nó hơi khó. Tức là mình đã lờ mờ nhận ra vấn đề, và có lẽ là sẽ phải khoảng một thời gian nữa mình phải test và trải nghiệm với nó một thời gian nữa thì lúc đó mình mới dám chia sẻ với mọi người được. Nhưng về cơ bản là mình đã nhìn ra được cái gốc của vấn đề, tại sao lại là mình không nhìn ra cái điểm này nó sẽ có ngược hồi và nên chốt lệnh ở đây. Nhưng ở vùng này thì vùng mua tiếp được. Thực ra chỗ này là chỗ breakout, vùng này là vùng mua tiếp được các anh chị nhé. Vùng này là vùng mua tiếp được, mọi người thì là có thể mua ở vùng này và cắt lỗ thì tùy. Cắt lỗ đẹp thì vẫn là cái điểm đầu tiên thì vẫn là khoảng 138.8. Cắt lỗ đẹp với giai đoạn này. Vùng thứ hai là 137.7. Nhưng có lẽ đi đến đây rồi thì mình nghĩ là cái vùng 137.7 này quá cứng rồi, khó về đến đây. Đó là cái view của mình về GJ nó là như vậy. Và về cơ bản nó vẫn sẽ là chiều đi lên. Và khu vực này mình vẫn đang thấy nó đóng vai trò là khu vực tích lũy, khu vực tích lũy cho lực mua. Và như vậy nếu đây là khu vực tích lũy thì vùng này chính là cái vùng 138.8, 138.9 này chính là vùng giá break lên. Nên break lên thì chúng ta sẽ chỉ canh mua thôi, nên là như vậy. Còn cái việc mà cái mục đích ngày hôm qua, cái đích của GJ ngày hôm qua nó chỉ đến được đây và nó đi xuống, chưa có lên lại được, thì mình cũng vừa chia sẻ đấy. Có nghĩ đến nhưng mà chưa thực sự giải thích một cách hợp lý nhất được. Mình sẽ trải nghiệm nó khoảng một thời gian rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Nó sẽ tối ưu hơn cho những người giao dịch day trade. Bản thân mình cũng sẽ tối ưu hơn, kể cả giao dịch swing mình cũng sẽ tối ưu hơn rất là nhiều, tránh cái đoạn âm trạng thái. Về bản chất là GJ mình vẫn giữ lệnh mua mọi người nhé. Đấy là với GJ thì bây giờ chúng ta view qua một chút về cái dòng tiền. Đấy thì ở đây vẫn cho thấy là GPE chưa có lực lên. Ngày hôm qua thì là một cái nến doji nhưng mà lực lên chưa có mạnh, có khả năng vẫn sẽ rơi tiếp. Mặc dù là đã chạm vùng cầu nhưng mà vùng cung mới liên tiếp được tạo ra nên có khả năng yên nhật sẽ rơi tiếp và rơi khá sâu. Chúng ta xét bảng Anh một chút, kiểm tra xem cái thằng GJ này nó thế nào. Bảng Anh hôm qua có một ngày tăng giá, ok, vậy chứng minh một lần nữa là vùng cầu dưới này là vùng cầu mà có khả năng nó đã tạo nền mới. Tuy nhiên là vùng cung trên này vẫn đang đóng vai trò là cản rất là tốt, đúng không ạ? Mình đang thấy là vùng cầu, cái lực mua nó đang dồn vào thêm, có khả năng trong hôm nay hoặc ngày mai, trong hôm nay xin lỗi mọi người, và hoặc là tuần sau thì G sẽ bắt đầu break. Mình đã kỳ vọng là như vậy nên là GJ này mình vẫn đang giữ lệnh được rồi. Ok, đấy là GJ. Hôm nay thì mình sẽ làm nhanh thôi bởi vì là hiện tại vẫn đang ở nhà, chất lượng thu âm nó sẽ không được tốt, chưa lên văn phòng. Lên văn phòng thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà chiều nay thì mình lại có một cái buổi đào tạo cho một cái nhóm khách hàng của Windsor Broker, thế nên là phải làm ngay bây giờ chứ không chiều lại không có thời gian để làm clip. Thì các anh chị và các bạn thấy là Dow Jones hôm qua lại là một cây doji đúng không ạ, và chứng minh chúng ta thấy là lực mua vẫn đang dồn vào.
lực bán thì không có mạnh nên là mình vẫn view cho cái chiều đi lên, Dow Jones là vậy. Thì các anh chị thì dựa vào hệ thống của mình thì tự đưa ra cái điểm mua điểm bán thôi. Đấy thì là về cơ bản là mình vẫn chỉ đang theo kèo US30 và GJ. GA hôm qua đóng cửa rất là đẹp, một cái nến xanh chứng minh một lần nữa chúng ta thấy là vùng cầu dưới này là vùng cầu cứng. Và đây một cái mô hình, nó xét về mô hình nến thì là đây sẽ là mô hình gọi là có khả năng là tiếp tục tiếp diễn lên đó. Chiku thì bắt đầu là đã thoát ra khỏi cái đường Kijun rồi. Cái việc nó thoát ra khỏi đường Kijun này nó mang ý kèm với lại cây nến xanh này, nó mang ý nghĩa, nó cũng mang ý nghĩa break đấy mọi người, và có khả năng là sẽ canh mua tiếp ở khu vực này quanh quanh đâu khoảng 1.822 bắt đầu để canh mua tiếp được, mua vào đợt này có thể để dài, đợt này có thể để dài thì ít nhất là nó sẽ cái khu vực mà mình view đến chỗ này đã tầm 1.868 nữa đấy, cũng khoảng 4-500 pip đấy, nên là mọi người canh thêm GA nha, mọi người canh thêm GA nha, vào swing được nha, vào swing vào day trade đều được nhưng mà ưu tiên cho chiều lên đó. Còn vào điểm nào cắt lỗ chốt lời ở đâu thì mọi người tự đưa vào cái hệ thống của các anh chị đang dùng ạ, cho nó hiệu quả. Đấy thì clip này thì mình sẽ làm nhanh đến đây thôi, và anh chị nào muốn có câu hỏi nào ấy, thì mọi người comment xuống dưới giúp mình. Mình sẽ dành cuối tuần, hai ngày cuối tuần đó là mình review, và thực ra có rất nhiều clip muốn làm, có rất nhiều chủ đề muốn làm nhưng mà thời gian nó hơi hạn hẹp. Thôi thì mình sẽ cố gắng tuần này, cuối tuần này mình sẽ ra thật nhiều mấy cái chủ đề mà mình muốn nói, xong để lưu lại đó cho mọi người nghe đi nghe lại, những anh chị nào mới vào thì cũng nghe được, thì lưu lại nhiều hơn. Thì chắc là thôi cuối tuần này mình sẽ cố gắng làm hết những cái ý tưởng trong đầu đi, muốn chia sẻ ở trong đầu đi đã, rồi sang tuần sau có ý tưởng nào mới thì bắt đầu tính sau. Rồi cảm ơn các anh chị đã quan tâm và đồng hành cùng Harry Trader. Rất mong các anh chị nếu cảm thấy là clip của mình có ích với lại các chị thì các chị và các bạn có thể share, like và giới thiệu giúp mình, subscribe đến nhiều người hơn nữa. Mục tiêu của mình là muốn tạo một cái cộng đồng mà thực sự là đầu tư chuyên nghiệp. Ở đây mình nói sơ qua một chút nhé, đang xem vào cái clip về phân tích thì là tự nhiên nói cái này, nhưng mà thôi tiện thì mình nói luôn, tức là mình muốn tạo một cái cộng đồng đầu tư chuyên nghiệp. Ở đó thì sẽ bao gồm những khách hàng hay là những anh chị đầu tư mà thực sự là như thế này này, có máu đầu tư, có tư duy đầu tư giống mình. Tức là giả sử các anh chị có một món tiền nhàn rỗi muốn đầu tư thì cái việc các anh chị cần đó là review cơ hội, tìm những cái cơ hội và ngồi rình và chờ cho đến khi thấy cơ hội đó xảy ra thì chúng ta sẽ vào và lên trong một kế hoạch cho cái deal đấy luôn. Ví dụ như là mình rình GJ và Dow Jones đợt vừa rồi thì mình phải rình mất khoảng 2 tuần, sau đó mình vào và cứ thế đi theo nó thì mình lúc đó mình chỉ tập trung đúng hai thằng đấy thôi. Và tài khoản mọi người biết được đấy, là lớn nhất tài khoản là có một tài khoản từ 7k lên 17k luôn trong hai cái deal vừa rồi thôi. Và thực sự là cái rủi ro thì gần như là nó chỉ có một cái rủi ro ban đầu, sau đó là những cái rủi ro tiếp theo là rủi ro do nhồi lệnh ấy, thì là chỉ rủi ro trên cái phần lãi, chỉ rủi ro trên phần lãi. Lý do tại sao mình lại nhồi là bởi vì mình đã dình nó lâu rồi mà nó đang đi đúng như những gì mình view, thì mình dùng cái lãi đó để nhồi và cứ thế dịch SL lên trên. Thì cái quá trình đó, cái việc tìm kiếm những cái điểm SL tiếp theo nó là một cái quá trình nó khá là đau đầu, tức là cứ phải bám cho nó và tìm những cái điểm SL tiếp theo thì nó rất là đau đầu, bởi vì nếu tìm không chuẩn mà nó bị cắt lỗ của mình rồi nó đi tiếp thì mình bị mất lệnh, hụt lệnh thì nó hơi dở. Nhưng mà rất vui là đợt vừa rồi mình bám khá sát và ok là nó đạt được kết quả chỉ tiêu, nên là khá là tâm lý, khá là thoải mái. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, coi như bây giờ giai đoạn này là bắt đầu lại từ đầu với GJ và US30 tiếp, thì bắt đầu là tiết chế lại chậm hơn một chút, đợi cái cơ hội nó rõ ràng hơn nữa. Nên những cái lệnh ban đầu này của mình thực ra là vẫn là những cái lệnh nhỏ, chưa có gì là đặc sắc, chưa có gì gọi là
mình gọi là chưa, gần như là chưa đến cái giai đoạn bùng nổ. Chính bởi vì như thế mà mình lại cũng không để ý mất là cái việc nếu đây chơi thì nó, tức là cắt sớm hơn thì nó sẽ tốt hơn, nhưng bản thân mình lại chưa có quen cái việc đấy, nó đang hơi kém, nên khả năng là trong đợt tới thì mình sẽ rèn luyện nhiều hơn cái đó, rồi có gì mình sẽ chia sẻ lại với anh chị và các bạn. Còn những anh chị nào mà muốn thấy cái ý tưởng là thành lập cái cộng đồng đấy của mình chất hơn á, thì mọi người để lại comment ở dưới clip nha. Ý tưởng hoạt động là sẽ là thế này: mình sẽ là người view cơ hội, thì khả năng của mình thì cũng có một chút cái xác suất thành tựu, thì mọi người cũng theo dõi, mọi người cũng biết rồi, thì mình sẽ là người view cơ hội, và đến khi mà chúng ta sẽ cùng join vào một cái nhóm, có thể là Zalo, Facebook hoặc là gì đó, nhưng mà mình nghĩ là Facebook đi, join vào cái nhóm đó. Nhưng anh chị đăng ký trước join vào cái nhóm đó, các anh chị không cần mở tài khoản, nhưng chỉ đăng ký là khi nào có mình thấy view, thấy cơ hội thì các anh chị sẵn sàng là đẩy tiền vào, ví dụ người thì 5.000, 10.000 hay tùy vào cái lượng tài chính của các anh chị, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hay nhiều hơn 50.000 được. Nhưng anh chị nào mà 10, 20.000 trở lên thì vui lòng inbox riêng cho mình nha, bởi vì là cái số tiền nói gì thì nói thì nó cũng gọi là số tiền khá lớn, thì mọi người cần cái kế hoạch cụ thể hơn, bởi vì cái dở của các anh các chị đó là những người mà chưa đạt đến cái level chuyên nghiệp á, thì thông thường là hay phá, thường là có không có lệnh là khó chịu, không được, như thế không được, như thế thì không phải đầu tư nữa. Cái việc của chúng ta là ngồi chờ gì, khi thấy cơ hội thì ok. Ví dụ như anh chị có 10.000, mình báo là anh ơi, GA là bắt đầu có cơ hội đấy, bây giờ mình báo GA bắt đầu có cơ hội, bây giờ 10.000 này chúng ta sẽ đi từ bao nhiêu, chúng ta chấp nhận rủi ro là bao nhiêu phần trăm, ví dụ như là 20% thôi chẳng hạn, cho một cái deal này chẳng hạn, thì những cái lệnh đầu tiên sẽ đi từ 0.5 lot, và SL nó không đến là 20% đấy đâu, 0.5 thì chắc là SL khoảng là như với GA thì cùng lắm là 7-80 pip, 4-500 đô chẳng hạn, hoặc là nếu cẩn thận hơn nữa thì chúng ta sẽ SL khoảng 200-300 đô một trước đã, sau đó là lấy lãi để đi dần. Thì tùy vào cái khả năng tài chính của các anh chị, và tùy vào cái máu đầu tư của anh chị, cái mức chấp nhận rủi ro của anh chị, thì mình sẽ thực hiện, tức là mình sẽ cùng anh chị thực hiện cái bài toán đó là hợp lý nhất, và lên trước kế hoạch cho nó. Và việc của chúng ta là ngồi chờ, chứ không phải là cứ thấy không có lệnh là khó chịu thế này thế kia, bỏ cái tư duy đó đi. Chúng ta đang đầu tư, đang kiếm tiền thì phải kiếm làm sao cho nó là đúng cái chất lượng của một trader chuyên nghiệp. Đã dình cơ hội là phải dình cho bằng được, chứ đừng chưa thấy cơ hội mà chúng ta cứ tay máy như thế thì mình nói thật nó sẽ không hiệu quả đâu. Trước sau gì cũng gọi là cũng đi thôi, nói chung là như vậy. Còn nếu mà chuẩn quản trị rủi ro thì không lo. Hai nữa là cái cơ hội thì mình đã view khá là lâu, ví dụ như đợt này á thì GA này đang là một cơ hội, mình đánh giá có thể là tuần sau thì GA sẽ bắt đầu bùng. Trong tuần sau GA bắt đầu bùng, nên các anh chị, những anh chị nào đợt này cũng nếu như có khả năng đầu tư thì ok, comment xuống dưới đồng ý là vô cộng đồng với mình, thì mình sẽ nếu như trên 5 người, nếu như trên 5 người thì mình sẽ làm luôn cái group đó. Trên 5 người mà khả năng này mình nghĩ là từ 5.000 trở lên đi. Còn những anh như thế nó mới xứng đáng gọi là deal đầu tư. Thực ra 5.000 nó vẫn còn bé, nhưng mà nó mới xứng đáng là deal đầu tư nhé các anh chị nhé. Chứ còn các bạn mà 1-2.000 á thì ok, thì có thể là theo dõi cái YouTube này của mình để sao để cho khi nào mình ok mình báo thì mọi người cũng có thể là dựa với đi theo. Còn thực sự đầu tư mà mình có trách nhiệm hơn trong cái việc review, và khi nào cần nhồi lệnh nhé thì mình sẽ báo cho mọi người, tức là nó phải thành một cái, nó phải có một cái sự kết nối, nó phải có một cái sự kết nối mà nó gắn bó hơn một chút thì như thế mới được. Và quan điểm là nếu như thế thì các anh chị nên mở tài khoản ở Windsor Broker, nơi mà mình đang làm đào tạo. Bản thân mình không làm IB, các anh chị cũng sẽ không join với IB của mình chẳng có lấy một cái đồng con nào cả. Tốt nhất là nếu các anh chị cần thì các anh chị liên hệ với sàn, tự mở một cái IB cho mình và giao dịch dưới cái IB đấy. Đấy, com cũng về các anh chị luôn cho nó nhanh, đỡ phải nói mình thế này kia. Nhưng nếu anh chị nào thấy ok, khả năng các anh chị muốn đầu tư nhưng mà lại đang kém về chuyên môn, đang dở về chuyên môn và thấy rằng là cái khả năng phân tích của mình nó phù hợp với cách đi tiền của anh chị thì ok, chúng ta cùng join vào. Nhớ là comment lại ở dưới thì mình sẽ liên hệ lại và chúng ta sẽ lập một nhóm riêng.
mình sẽ có trách nhiệm trong từng cái lệnh với lại mỗi người. Đó là cái khả năng mình có thể cung cấp được cho mọi người, được hoàn toàn miễn phí, không có phí việc gì cả. Nhưng vấn đề là các anh chị phải chấp nhận là đầu tư, và khi lên bài toán quản trị rủi ro thì mọi người sẽ cùng thống nhất cùng mình, chứ mình sẽ không nhận những người nào mà lại bảo là không muốn rủi ro. Không có, nếu có rủi ro thì đâu đến lượt chúng ta đâu, đúng không ạ? Thì clip của mình hôm nay thì ngoài cái việc review về GZUS30 và báo trước GA này thì mình cũng muốn chia sẻ cái việc đó thì các anh chị, là nếu anh chị nào đồng hành cùng mình thì vui lòng để lại thông tin nha. Xin chúc mọi người giao dịch được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các clip sau.